là cháo lòng bổ của em ơi. Cháo này là hơn 80 năm rồi. Đặc sản đây là khách thích nhất là món dồi em. Lòng thì không có biết bao nhiêu là ký. Cái này là 8 nồi. Tên Lê Thị Hồng Ngọc. Đây là cháo lòng bổ của em ơi. Cháo này là hơn 80 năm rồi. Hồi xưa là bà nội bán, rồi tới cô, giờ tới chị. Ba đời hết ta. Cháo lòng của chị ở đây là địa chỉ 193 Cô Giang, quận nhất. 6 giờ sáng tới 7 giờ tối. Cũng có nhiều người hỏi nhưng mà ta cũng biết. Bà Út là mất rồi, là cô của chị, em của ba. Út mất 3 năm rồi. Mà chị cũng là Út luôn. Bà Út mất cũng là Út, chị cũng là Út luôn. Ta giao lòng á là đồ quýt xanh luôn. Chứ không có mua mà đồ đông lạnh, đồ cho nổi ở ngoài. Đồ quýt xanh nó giao đồ ngon lắm, lòng đồ còn nóng hổi luôn. Chứ không có xài đồ đông lạnh. Gan, tim, cú họng, phèo, lưỡi, cá miếu. Mà ngon nhất là món này nè, đặc sản á. Đặc sản đây là khách thích nhất là món dồi á em. Mình mua nạc mềm về rồi mình bằm rồi xong bắt đầu mình bỏ gia vị vô để đi hấp rồi mình chiên. Khách mà muốn mua món này là phải đặt, ví dụ muốn mua 1-2 kg là phải đặt trước á, chứ mua liền không có. Nấu nước lèo với xương á, hầm bột xương cho nó mềm ra, bởi vì nước cháo nó ngọt lắm, chứ nó không có đem cái bột ngọt nhiều. Ngọt cái nước thịt đó. Biết là chị mua huyết lỏng về nhà mình tự pha xong rồi mình luộc, rồi mình lấy mà mình nấu với cháo, chứ mình không có mua huyết ngoài chợ nó luộc sẵn nha. Ở khách lại đây khoái ăn thêm huyết lắm. Khách tới đây vòng vòng ở thành phố Hồ Chí Minh là chị cũng nhiều quán lắm á, mà ăn ở đâu cũng đâu có đâu mà bằng quán ở đây đâu. Chứ khách Việt kiều cũng nhiều lắm á, ăn rồi đó giờ mấy chục năm á. Rồi bây giờ cái đi qua nước ngoài về là mai sáng là phải ghé quán của chị liền luôn. Nhưng mấy chị Việt kiều bữa giờ không có về, mà mới đợt này là mới cho về là buổi sáng là chị ghé đây ăn liền luôn. Sao chị có nói gì không chị? Em cháu lòng quá. Em cháu lòng quá. Vừa về là chị nói vừa về là sáng chị phải ghé quán của em liền luôn á. Mấy chị với mình cũng Mỹ Hưng nữa. Khách ở đây cũng có ăn hồi đó chưa có cháu nội cháu ngoại, giờ ăn giật cháu nội cháu ngoại lên ăn luôn. Vậy là mình bán hơn mấy mươi năm vậy là hương vị thì vẫn như xưa, vẫn một vị đó đúng không chị? Nấu thì cũng giống như vậy thôi, mình đâu có dám đổi hương vị của mình. Tại khách ăn quen rồi là mình phải nấu giống vậy, chứ không dám làm khác. Khách là ăn 2-3 tô là chuyện thường á. Có bữa cái em ấy lại nó quay á, nó ăn 6 tô. Cháo không là 20, chỉ lòng một người là 35, chỉ lòng hai người là 70. Còn ăn tô đầy đủ là 42.000. Bánh quẩy thì 6.000. Rồi bán thêm một tô nữa. Rồi chỉ nhỏ là 35.000. Chỉ lớn là 70. Chị ở đây là địa chỉ 193 Cô Giang, quận nhất. Nhiều với bạn nào có lại ăn thì đặt
thử ăn thử món đặc sản của quán này là gì dầu vậy em. Cảm ơn quý khách gần ra trong và nhà ngoài nước.